Mặc dù lần thứ 8 lập hat-trick cho Man City, nhưng đây là lần đầu tiên Erling Haaland làm điều này trên sân nhà Etihad kể từ khi anh gia nhập Man City vào năm 2022. Đáng chú ý, cú hat-trick được Erling Haaland lập trong hiệp 1 đều do tiền vệ Kevin De Bruyne kiến tạo. Haaland khai thông thế bế tắc ngay phút thứ 3 khi anh ghi bàn từ cự ly gần sau đường chuyền ngang của De Bruyne từ cánh trái. Tỷ số là 2-0 cho đội khách 15 phút sau khi Haaland chạy băng cắt trước khung thành rồi dứt điểm chìm tung lưới thủ thành Tim Kerr. Tiền đạo người Na Uy đã hoàn thành cú hat-trick của mình ở phút thứ 40 khi chạy chỗ thông minh nhận đường chuyền khác của đồng đội, đi bóng qua thủ môn người Hà Lan rồi dứt điểm dễ dàng vào lưới trống. Dù Luton ghi được hai bàn thắng trong hiệp 2 nhưng Erling Haaland vẫn tiếp tục dội bom vào lưới đội khách để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-2. Đây là lần thứ hai tiền đạo sinh năm 2000 lập được cú Reboker, tức là 5 bàn thắng cho Man City, khi lần trước Haaland ghi vào lưới của Leipzig tại Champions League hồi tháng 3 năm ngoái. Thành tích hai lần ghi 5 bàn này đã giúp Haaland sánh ngang kỷ lục của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất là 5 bàn trong một trận đấu ở FA Cup cho một câu lạc bộ hàng đầu kể từ cú hat-trick của Jorg Best vào lưới Northampton năm 1970. Trong khi đó, hat-trick kiến tạo cho Haaland của De Bruyne là lần đầu tiên một cầu thủ Premier League kiến tạo 3 bàn cho một cầu thủ kể từ tháng 10 năm 2022. Đó là ở Champions League khi Diogo Jota kiến tạo cho đồng đội Liverpool Mohamed Salah 3 lần trong trận gặp Rangers. Mặc dù bỏ lỡ phần lớn mùa giải vì chấn thương gân kheo, De Bruyne có quyền tự hào là người có nhiều pha kiến tạo nhất cho Man City mùa này. Chỉ trong 12 lần ra sân ở mùa giải này, anh đã có 12 đường kiến tạo, đồng thời ghi 2 bàn thắng. Về phần Haaland, anh đã ghi 27 bàn trên mọi đấu trường của mùa này.